Thái Như U4 không độc thân giàu có, ngoại hình bốc lửa hậu giảm cân. Diễn viên Thả Như tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc bản thân với nhan sắc ngày càng thăng hạng, gợi cảm. Thái Như đang là một trong những mỹ nhân có tiếng của làng hài phía Nam, người đẹp tham gia lĩnh vực sân khấu, phim ảnh, MC, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Ở tuổi 36, diễn viên là bà nữ theo đuổi phong cách quyến rũ, mặn mà, cô cũng được xem là quý cô độc thân giàu có của showbiz Việt. Thả Như sinh năm 1987 tại Hậu Giang, xuất thân là diễn viên kịch. Những năm gần đây, cô tham gia nhiều game show và thường xuyên góp mặt trong phim điện ảnh, truyền hình. Các phim nổi bật của cô là Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ, Cô Lại Vợ Bầu, Nắng Ba, Lời Hứa Của Cha, Nhà Bà Nữ. Danh xưng Miêu Nữ của Thả Như xuất phát từ tên thân mật là Mèo mà bạn bè thân thiết, người hâm mộ thường gọi cô. Thả Như U4 không độc thân giàu có, ngoại hình bốc lửa hậu giảm cân. Diễn viên Thả Như tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc bản thân với nhan sắc ngày càng thăng hạng, gợi cảm. Thả Như đang là một trong những mỹ nhân có tiếng của làng hài phía Nam, người đẹp tham gia lĩnh vực sân khấu, phim ảnh, MC, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Ở tuổi 36, diễn viên nhà bà nữ theo đuổi phong cách quyến rũ, mặn mà, cô cũng được xem là quý cô độc thân giàu có của showbiz Việt. Thả Như sinh năm 1987 tại Hậu Giang, xuất thân là diễn viên kịch. Những năm gần đây, cô tham gia nhiều game show và thường xuyên góp mặt trong phim điện ảnh, truyền hình. Các phim nổi bật của cô là Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ, Cô Lại Vợ Bầu, Nắng Ba, Lời Hứa Của Cha, Nhà Bà Nữ. Danh xưng Miêu Nữ của Thả Như xuất phát từ tên thân mật là Mèo mà bạn bè thân thiết, người hâm mộ thường gọi cô.